Xin chào các bạn, có rất là nhiều bạn thích cây sỏi hồng và bản thân mình cũng rất là thích sỏi hồng. Và mình nhân giống liên tục nha các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ nhân giống sỏi hồng tiếp. Và đây là cây sỏi hồng của mình vào tháng 10, 2020 đây các bạn. Và hôm nay mình sẽ cắt, phải nói là cắt trọc em luôn. Cắt trọc ra để mình nhân giống và mình vặt lá nữa nha. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Đây là hai cái tray mình ươm lá đây các bạn. Đất là mình sử dụng đất thịt trộn với phân bò và mình trộn thêm một chút đá phơi nữa nha các bạn, để cho đất nó mềm. Mình cứ xếp lá lên trên như thế này. Và các bạn xịt nước khi mà thấy đất nó khô nha. Lá ươm thì mình xịt nước chứ mình không có tưới đậm. Đây là một số lá mà nó bị vàng như thế này là mình không có nhân giống được nha. Hoặc là mình bẻ mà nó bị gãy cái mầm á các bạn. Đó, bẻ gãy cái mầm như thế này thì nó sẽ không có mọc được đâu. Và bây giờ là mình sẽ trồng những cái cành này vào. Những cái cành cắt này nó đã khô rồi đó các bạn. Mình cắm một cành một chậu thôi. Và đất này cũng là đất thịt trộn phân bò và một tí đá phơi nha các bạn. Trồng xong thì các bạn để ở trong mát và tưới nước khi mà thấy đất nó khô. Tùy thời tiết, khi mình tưới 2 tuần một lần hoặc là 1 tuần một lần. Đây là lá mình ươm mà mình để ở ngoài trời lúc tháng 11, tháng 12 đây các bạn. Nó không có phát triển được. Cho nên nó chỉ ra rễ mà rễ của nó không có cắm xuống dưới đất được các bạn. Nó không có được khỏe cho nên rễ nó khô. Hôm nay mình sẽ phải chuyển vào các cái chậu hoặc là những cái chậu mà có đế nó trũng xuống tí xíu á, để cái lá nó có thể là nó dựa lên, giống như mình dùng mấy cái đồ đựng đồ ăn đi các bạn. Mình bỏ đất nó đừng có đầy quá, để một nửa đất thôi. Là mình khi mình để thì cái đầu của cái lá nó chấm xuống đất. Như vậy thì rễ nó bắt vào đất rất là dễ. Cho nên nó sẽ dễ bám vào đất và nó phát triển tốt hơn.
khi các bạn thấy đất khô nha, và mình để những cái chậu này ở trong nhà chứ mình không có đem ra ngoài trời nữa, mùa đông nó hơi chậm lớn. Và khi mà có cái đèn bulbless thì mình đã để hai cách nha, mình để đây hai chậu thôi, để ở dưới đèn, và mình để một số chậu này ở ngay cửa sổ, không có để đèn, đó là chỉ lấy ánh sáng của tự nhiên thôi. Mình sẽ so sánh kết quả khi mà để đèn và để bình thường ở ngay cửa sổ, coi thử là sự phát triển nó sẽ như thế nào nha các bạn. Đây là sau 1 tháng nha các bạn. Sau 1 tháng mà mình chuyển ra cái chậu này, và tổng cộng là mình ươm 3 tháng rưỡi nha các bạn. Khi chuyển qua chậu này thì nó phát triển nhanh hơn. Đã mọc được bằng này rồi, và đây là không có để đèn á, cho nên nó rất là xanh, nó không có màu hồng. Và bây giờ mình đem đi so sánh giữa trồng đèn và trồng ở ngay chỗ cửa sổ nha các bạn. Đây là sỏi hồng mà mình không có để đèn đây các bạn, nó màu xanh. Và sỏi hồng mà mình để đèn đây, nó ú nu luôn. Nó ú và nó lên màu rất đẹp luôn các bạn. Và nó phát triển nhanh hơn, to hơn nữa. Các bạn có thể so sánh nè. Cái này nó yếu hơn. Thì để ngoài trời không có đủ ấm cho nên nó không có mọc, cho nên mình phải đem vô nhà. Đem vô nhà thì nó mới mọc. Nó mọc nhưng mà dưới đèn thì nó vẫn tốt hơn các bạn. Sỏi hồng đây, oh no. Đây là cây mẹ sau 4 tháng rưỡi đây các bạn. Sau 4 tháng rưỡi mà mình cắt vỡ vào mùa đông, cho nên những cái chồi nó phát triển cũng hơi chậm hơn tí xíu. Nhưng mà cái cây lớn thì nó phát triển rất là đẹp các bạn ơi. Rất là xinh luôn. Còn đây là những cái cành mình cắt ra ươm đây. Nay đã khỏe, đã đẹp rồi. Bé này mọc từ lá u nu luôn. U na u nu. Mình dời sỏi hồng vào để ở đèn đây các bạn. Để ở đèn thì các em lớn rất là nhanh luôn, và mình đem qua hết luôn rồi. Và hôm nay mình sẽ chuyển các em ra chậu 2 inches. Một chậu chỉ là một cây thôi. Chuyển chậu cho các em thì các em sẽ lớn nhanh hơn nha. Và mình sẽ đem ra ngoài luôn rồi, mình không có để đèn nữa. Cái chậu này mấy bé còn nhỏ quá, mình sẽ không có chuyển, và nó có một số không có con. Mình sẽ để yên như thế này luôn, không có chuyển. Wow, một cục luôn các bạn ơi. Một cục luôn, là các em đã để rất là chắc luôn. Cây này được 3 bé luôn, 3 bé con. Mình trồng chậu này là chậu 2 inches nha các bạn. Mình có cái link của Amazon á, mình hay để những cái link và những cái sản phẩm mình sử dụng ở dưới trong cái phần nội dung của video á. Các bạn có thích sản phẩm nào thì mua nha, mình cũng thấy rất là tốt, cho nên mình khi mình sử dụng xong thì mình cũng muốn giới thiệu cho các bạn nếu mà các bạn cần. Và cũng có những cái tray để mà đựng những cái chậu nhỏ nhỏ này các bạn. Nó rất là tiện khi mình di chuyển á, rất là thích luôn. Mình cũng có link ở trong cái phần nội dung, các bạn có thể coi nha.
chuyển chậu xong rồi và mình sẽ đem ra ngoài trời luôn các bạn. Bây giờ đang mùa xuân cho nên mình để phun nắng không có sao hết. Và mình tưới nước khi mà thấy đất nó khô nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Hy vọng là các bạn sẽ thành công nhân ra giống ra những em sỏi hồng đẹp. Và hiện tại nó chưa có đủ nắng cho nên nó không có được hồng. Mình sẽ đem phơi nắng nha các bạn. Bye bye các bạn.